Chào mừng các bạn đến với Manga Game Official. Mình là Xin và đây là chuyên mục bình luận chương, nơi mà chúng ta hãy cùng bàn luận về những nội dung mới nhất có trong các series manga đặc sắc. Trong video ngày hôm nay, manga mà mình muốn đưa đến cho các bạn là Record of Ragnarok. Video bàn luận này chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi spoiler. Vì nếu các bạn là fan của anime và không muốn bị tiết lộ những thông tin mới nhất thì hãy dừng ngay video này lại. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Ở chương trước, chúng ta đã biết được kết quả của trận chiến dài kỳ giữa Tất Đạt Đa với vị thần bất hạnh Refuku và Ma Vương Ba Tuần. Tiếc là chúng ta không thể thấy được dạng vũ khí cuối cùng của lục đạo côn, nhưng cũng có thể nó sẽ được tái tạo lại trong tương lai, vì theo mình thì chuyện này không thể chỉ dừng lại ở 13 trận đấu tay đôi được. Và ở hai chương ngày hôm nay, đúng, lại là hai chương, sẽ là những diễn biến cực mạnh trước trận đấu thứ bảy của hai phe thần linh và nhân loại. Ở trang đầu tiên của chương truyện, lời hình ảnh sàn đấu đã vỡ vụn sau trận chiến kéo dài vừa qua đức phật đã dần tiến bước vào bên trong trước tiếng hò reo chúc mừng chiến thắng của nhân loại ở hai bên khán đài thân khí đại viên tịch đạo cũng đã dần tan biến sau khi refuku được siêu thoát khỏi kiếp sống bất hạnh trái ngược với vẻ hân hoan ở con người các vị thần được theo dõi trận chiến trực tiếp lại cảm thấy bản thân mình như là nữ ca sĩ hồ quỳnh hương mà hoang mang tột độ bước chân qua cánh cửa lớn tất đặt đà bỗng dừng lại và có một chú chim nhỏ đậu lên phần cán của thanh kiếm, những gì còn lại của đại viên tịch đạo. Đức Phật nhận ra rằng có rất nhiều người cũng yêu quý Refuku hay thần bất hạnh, vì dẫu sao thì đất lành chỉ mới đậu chứ đúng không? Brun và em gái chạy vội đến đón người chiến thắng, và khi Đức Phật vừa mới ra dấu tay ăn mừng thì ngài đã không thể chịu nổi và ngã khuỵu xuống. Rất nhanh chóng, những người hầu gái đến từ thiên đường tới với chiếc giường cấp cứu và đưa tất đạt đà tới chỗ bác sĩ. Ở thế giới của Record ở Ragnarok này, các vị thần là những sinh vật mạnh mẽ và đầy quyền năng, có sức mạnh vô song và không bao giờ phải chịu cảnh chết già. Nhưng giống như thần thoại của một số nền văn hóa, họ vẫn có thể chết vì nhiều lý do khác nhau, mà phần nhiều có lẽ vẫn là do chiến tranh. Chỉ khác ở chỗ là chẳng có thần thoại nào mà vị thần bị thương lại đến gặp bác sĩ cả. Trước khi được đưa vào phòng cấp cứu, Đức Phật vẫn không quên Trần an một Brunhill đang vô cùng lo lắng bằng cách hỏi trêu xin một chiếc kẹo mút kẹo mút vị Coca-Cola không phải của Chupa Chup mà là của Buddha Chup, thương hiệu kẹo mút ngon nhất thế giới. Và dường như trò đùa của ngài có tác dụng khi có thể hiến cho Brand Hill phì cười và giải tỏa những lo lắng trong lòng. Đức Phật lại tiếp tục hỏi về đôi mắt chất chứa phiền muộn của nữ bán thần và dường như ngài biết về điều gì đó sắp xảy ra trong tương lai của cô nàng này nhưng chưa kịp nói gì nhiều thì lại tiếp tục thổ huyết và cần phải đưa đi cấp cứu gấp. Chuyển cảnh sang một căn phòng khác. Sau thất bại của ba tuần, Beelzebub quyết định mang hết tài liệu nghiên cứu về tên ma vương của hắn ta đi đốt. Khi mà mọi thứ vẫn chưa cháy ra cho thì Odin bước vào, xác nhận việc ma vương ba tuần trở lại thế giới là nhờ bàn tay của Beelzebub. Nhưng tên chúa ruồi thì có vẻ cũng chẳng quan tâm lắm, tiếp tục công việc nhóm lò vào đồng giấy tờ của mình. Hai con quạ của Odin thấy chủ nhân của mình bị bơ thì tức lắm, luôn miệng quát lớn và đòi solo với Beelzebub. Bất chợt Odin ra lệnh cho chúng im lặng, nói với tên chúa ruồi rằng trận chiến Ragnarok này là khao khát của các vị thần và sẽ không tha thứ cho bất cứ kẻ nào cản trở. Quả là một lời đe dọa đánh thép, sát khí thì cứ nổi lên âm âm, thổi bay đồ đạc dụng cụ trong căn phòng của Bill Nhưng hắn ta thì lại không mảy may sợ hãi, còn nói rằng, nghe có vẻ thú vị đấy, phải chăng tên bác học điên này còn định làm trò gì nữa? Ở phòng VIP, nơi các vị thần tối cao đang theo dõi trận đấu, Hermes xem bảng tổng soát và nhận xét về tình hình hiện tại. Đang là 3 thắng và 3 thua, hơn nữa người vừa đem lại chiến thắng cho nhân loại lại chính là Đức Phật Vừa mất đi một chiến binh đắc thắng lại ăn thêm bản thua đau đớn Có vẻ như phía nào thắng trận tiếp theo thì sẽ có được sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần Khi Ragnarok phải quay về vạch xuất phát như hiện nay Về phía Zeus, máy dập cổ đại đã quá tức giận và ra lệnh ở trận tới Dùng bằng cách nào đi nữa thì cũng phải giành chiến thắng Vấn đề là thay thế chỗ trống mà Đức Phật để lại bằng ai thì mới hợp lý đây trái ngược với dự đoán ban đầu của mình và một số bạn fan của Record ở Ragnarok khác. Các vị thần thậm chí không hề nghĩ tới việc sẽ để một đại diện loài người thế chỗ cho hợp lý. Zeus còn nói rằng, thần mà khả năng có một nửa thì cũng không có ý nghĩa gì. Thì con người làm sao có cửa đây? Hermes bỗng liếc qua Ares và nhìn chăm chằm vào vị thần chiến tranh. Và trong chỉ vỏn vẹn có 0,25 giây, nội tâm của Ares đã có một cuộc đấu tranh cực kỳ mãnh liệt. Đứng trước việc được lựa chọn sẽ là một niềm vinh hạnh và việc phải chịu thất bại rồi mất mạng, Ares vẫn cứ chần chừ và đắn đo. Và khi mà ông vua tấu hài của Seri, hạ quyết tâm xung phong tham gia thì đã bị ngắt lời bởi Hades. Vị thần cai quản âm phủ quyết định sẽ thế chỗ Đức Phật trong cuộc chiến người với thần trước sự ngỡ ngàng của cả ba vị thần cạnh bên. Và lý do mà Hades tham gia vào trận chiến này đơn giản là để trả thù cho thằng em biển cả Poseidon rồi. Và chương 54 này kết thúc với màn bóp nát miếng che mắt của Hades mà tuy chương thì hết nhưng video này thì chưa hết đâu. Cùng bắt đầu ngay với chương 55 nào. Quay trở lại với hai chị em Van Kerry, cả hai đang chuẩn bị vào căn phòng bí mật để chọn ra đại diện tiếp theo của nhân loại tham gia Ragnarok. Khi mà Bran Hill mở cánh cửa căn phòng ra thì surprise Motherfucker Bên trong căn phòng lại là một Bran Hill khác khiến cho cô bút Geru phải hoảng hốt. Đương nhiên với tính cách của Bran Hill thì việc nổi giận là tất nhiên. Cô chỉ tay vào người đối diện và lật tẩy, hóa ra đó chính là Nostradamus đệ nhất quốc sư, à, nhà tiên tri của thế kỷ. Ngay khi vừa gặp mặt, ông ta đã buông ra một lời tiên tri rằng chiến thắng của trận chiến Ragnarok này sẽ thuộc về phía các vị thần. Ơ kìa ảo chưa? Thế này thì có nên xem tiếp hay là bỏ chuyện luôn nhỉ? Nhưng mà đó chỉ là lời nói đùa mà thôi. Hóa ra Nostradamus trong thế giới của Record ở Ragnarok lại là một người rất hay chọc ghẹo người khác và có biệt danh là gã đàn ông, gã đàn ông, gã đàn ông khó ưa nhất trong lịch sử nhân loại, một kẻ biến thái thích lấy quần áo của người khác ra để mặc. Nhưng theo lời của Brand Hill, tuy tính cách của Nostradamus có phần kỳ cục thật, nhưng ông ta lại rất rất mạnh. Đây là con người duy nhất bị đẩy xuống địa ngục và mang một trọng tội. Nostradamus đã phạm phải điều cấm kỵ của thần linh, đó là phá hủy cánh cổng Bifrost. Nói một cách đơn giản, ở trong vũ trụ của series này được chia tam giới là thiên giới, âm giới và địa giới. Có vẻ như người chết thông thường sẽ được đưa đến thiên giới và trên con đường nối giữa âm giới và thiên giới thì sẽ có một cánh cổng. Cánh cổng ở phía thiên giới phản chiếu bóng tối, còn ở phía âm giới lại tỏa ra ánh hồng sắc. Và đương nhiên, đó chính là cánh cửa thần kỳ của Doraemon. À nhầm chuyện, cánh cổng Bifrost. Nhưng nếu bình thường chúng ta phá làng phá xóm, phá nhà, phá cửa thì cùng lắm là đền hoặc là đi tù, nhưng thiên đàng và địa ngục đã từng có cuộc chiến tranh kéo dài suốt một khoảng thời gian. Từ đó, cánh cổng được dựng lên để ngăn cản sự xâm lược tiếp đến từ hai phía. Chính vì lẽ đó mà bất cứ ai đụng chạm đến cánh cửa này đều mắc tội lỗi không thể được tha thứ và bị đẩy xuống địa ngục, và Nostradamus đương nhiên không phải là một ngoại lệ. Chỉ duy nhất những vị thần trụ cột như là Hades, Zeus, Odin và Shiva là có thể đi qua cánh cổng này. Tuy nói tội lỗi của nhà tiên tri thế kỷ là phá hủy cánh cổng, nhưng thực chất là nó vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn mà đã bị cản lại giữa chừng. Và lý do mà Nostradamus làm vậy đơn giản là vì ông ta muốn tự mình kiểm chứng xem nếu mà nó bị phá hủy thì điều gì sẽ xảy ra mà thôi. Người đàn ông đầy tính tò mò này cũng thắc mắc liệu đã đến lượt mình chiến đấu chưa thì thật tiếc cho ông là vẫn chưa. Nếu như Adam có nát chủ bài của phía loài người thì Nostradamus lại là một quân Joker, khó đoán nhưng đầy sức mạnh. Ngay sau đó, Brunhill nhận được tin tức rằng Hades thay thế cho vị trí mà Đức Phật để lại và tham gia vào trận chiến thứ 7. Trong khi cô em Geru nghĩ rằng không có con người nào có thể thắng được vua của địa ngục thì Brunhild vẫn tự tin mà nói vẫn có một người có thể làm được kỳ tích đó. Đế vương thì phải đối đầu với đế vương, vua của địa ngục thì phải đấu với vị vua khởi đầu cho tất cả, Tân Thủy Hoàng. Chuyển cảnh sang phía hành lang của khu vực chờ, vị vua đầu tiên của Trung Hoa Thống Nhất vẫn đang đi tìm phòng chờ mà không biết rằng sắp đến lượt mình chiến đấu. Màn debut của ông ta cũng vô cùng hoành tráng khi phá vỡ vài bức tường để tìm đường cho lệ trong lúc lang thang thì tần thủy hoàng tìm được căn phòng nơi các vị thần đang an tọa không biết hades và zeus đã đi đâu rồi chỉ còn lại ares và hermes trong phòng đầu trưởng cũng đã được sửa sang lại và mang khí chất của địa ngục hơn cho phù hợp với đại diện thứ bảy của các vị thần và trong khi ares còn đang tự tin rằng không có ai có thể chiến thắng hades thì tần thủy hoàng bước vào và ngồi ngay vào chiếc ghế vốn chỉ dành cho vị thần tối cao ares và hermes thì không biết đây là ai và liền đuổi tần thủy hoàng ra ngoài nhưng ngay khi Ares chạm tay vào người đàn ông phía trước mặt thì cả cơ thể bổ tượng kia đã bị hất tung và đập mặt xuống đất. Hermes hết sức ngạc nhiên khi một con người có thể đánh ngã Ares một cách nhẹ nhàng, còn Tân Thủy Hoàng thì cũng chẳng cần biết hai kẻ đơn trước mắt mình là ai mà ngay lập tức nói rằng Vô lễ, đây là đâu đi chẳng nữa không quan trọng, chấm an toàn ở đâu, nơi đó chính là ngai vàng. Và câu nói ngầu lòi này cũng kết thúc chương thứ 55 tại đây. Các bạn thấy hai trường này thế nào? Tuy là hai chương dài nhưng mà diễn biến của nó lại khá đơn giản và đem lại cho chúng ta khá ít thông tin. Nếu như ở chương thứ 54 là đoạn kết có hậu cho chiến thắng của Đức Phật và Ray Cư, thì ở chương thứ 55 này lại hé lộ thêm thông tin về một đại diện của loài người là Nostradamus cũng như hai đấu sĩ tham gia trận chiến thứ bảy chính là Tần Thủy Hoàng và Hades, đế vương đầu về đế vương. Ở chương sau thì đương nhiên là sẽ chưa đấu ngay đâu. Mình nghĩ rằng hai người sẽ bắt đầu đọ sức từ khoảng giữa chương cho đến cuối chương. Còn những diễn biến tiếp theo thì mình xin phép không đoán tiếp và để cho mọi người cùng đoán ở phía dưới phần bình luận nhé. Và như thường lệ, mình thật sự nóng lòng khi muốn biết điều gì sẽ xảy ra. Và vừa rồi là video bình luận về những diễn biến mới nhất của trong series Record of Ragnarok mà chúng mình vừa đưa đến cho các bạn. Nếu các bạn thấy thích video này thì đừng quên để làm một like, share và một subscribe cho Mangadime Official để chúng mình làm ra được nhiều video hay hơn nữa trong tương lai cũng bởi vì nó miễn phí mà. Mình là Shin, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye.